Xin chào cả nhà. Hôm nay thì bên Solar Hưng Yên nhà em có về một lô đèn năng lượng mặt trời mới và các cái phụ kiện dành cho chế cháo đèn năng lượng mặt trời. Giới thiệu tới mọi người, các bác cảm thấy nó ok thì đặt hàng. Hiện tại thì bên em có hai mẫu nhá, là mẫu đèn pha này, mẫu này của Suneco. Hàng này thì bảo hành 2 năm. Công suất là 400W IP67. Đấy. Nhưng mà cái này là bên trong của nó là 6 cell nhá. Đèn này là bên trong của nó chạy 6 cell pin, cell 32650. Thiết kế của nó là bằng nhôm với cả mặt kính. Đằng sau của nó là nhôm 100%, hoàn toàn bằng nhôm. Tức là cái khung hộp này nó bằng nhôm này, không phải bằng nhựa đâu nhé. Sản phẩm này được làm bằng nhôm nhá. Đây em cạo rồi này. Đấy, cạo lớp sơn. Của nó là nhôm 100%, nhôm và kính. Đây. Mẫu này là mẫu đèn pha này. Sản phẩm thiết kế bằng nhôm. Cái nhôm này của nó thì nó không dày dặn như đèn JD đâu. Đèn JD thì nó đắt tiền hơn. Đèn JD hiện tại thì là 1.550.000 một cái đèn 300W. Thì là, nhưng mà nó sẽ dày dặn hơn. Nó cũng là 6 pin như loại này thôi. Còn loại này là 400W. 400W đây người ta ghi là 400W, nhưng mà 400W của điện 3V2 mọi người nhé, chứ không phải 400W của điện 220V đâu. Nó khác nhau hoàn toàn đấy. Cái công suất này nó chỉ bằng một cái bóng, khoảng bóng tầm 50W của điện lưới thôi. Đấy, bằng cái bóng compact 50W điện lưới. Đấy. Chứ còn ví dụ led thì nó có, trên thị trường nó có nhiều loại led lắm, nhiều loại, loại đắt tiền, loại rẻ tiền, nhưng mà cái loại 400W này theo em là sáng ngon rồi, nó sáng hơn đèn JD 300 một chút. Đấy. Thế còn các bác bảo là nó là 400W, nhưng mà 400W đây là điện 3.2V. Đấy, chứ không phải 400W của điện 220V. Ví dụ như dòng đèn năng lượng mặt trời này có những cái đèn, ví dụ đèn ZL chẳng hạn, có 200W thôi nhưng mà nó tận hơn 2 triệu một bộ. Thì nó lại sáng hơn, mặc dù chip LED nó ít hơn nhưng mà nó sử dụng cái loại LED đắt tiền hơn. Nên nó sẽ sáng hơn. Còn đây là LED phổ thông. Cái LED này gọi là LED 5730 thì phải. Thì độ sáng của nó gọi là sáng, cũng nhìn mà cũng chói mắt. Để em bật cho mọi người xem. Đấy, nhìn mà cũng chói mắt rồi. Ở đây thì nó sẽ có các cái đèn đây. Đèn báo pin đầy, xong là một vạch, hai vạch, ba vạch này. Và đèn báo pin yếu là đèn đỏ này. Đấy. Nó chỉ có vậy thôi mà. Của hãng Suneco nhé. Sản phẩm này cũng được bảo hành, bảo hành 2 năm. Bảo hành tại Hà Nội. Giá của nó bên em đang bán là 1.200.000. Thế còn giá của JD 300 là 1.550.000. Ngoài ra thì có một mẫu đèn gọi đèn pha đây. Con đèn pha này. Con đèn pha này cũng là đèn 400W nhé. Em chỉ bán đèn công suất lớn thôi. Còn các cái đèn nhỏ nhỏ 100, 200 em không bán đâu. Vì nó tối mù. Thắp lên bản thân mình nhìn không ưng thì em cũng không thấy, cũng không bán. Bán những cái loại đấy nó tối quá về mọi người thắp. Cái loại này nó sử dụng chip LED khác. Chip LED này nó nhỏ hơn này. Để em bật lên, nhưng con đấy, con này khả năng đang hết điện, nó còn có 3 vạch thì không đủ sáng đó. Tối đó, để lấy con đèn khác. Con này nó hết điện, hôm nay trời không nắng. Gọi là đây, phơi tấm pin này. Đây là tấm pin của nó này. Con đèn này của nó hình như là bên trong cũng 6 pin. Cái loại này là người ta đổ keo rồi, không tháo ra được. Đổ keo rồi mà, không tháo ra được. Nên là thấy bảo là có 6 pin hay 5 pin gì đấy thì em không để ý. Đây, mặt sau của nó cũng nhôm hoàn toàn. Nó cũng làm bằng nhôm thôi. Mặt trước thì nó là một cái mảng nét to bự bự như thế này. Nó giống y chang như này. Đây là mặt kính này. Kính này, còn đây là led này. Đấy thì cái đèn năng lượng mặt trời nào cũng vậy. Còn đây là cái loại này thì hai mẫu này thì đều bằng tiền nhau. Giá của nó là 1.200.000 một bộ. Một bộ của nó thì nó đóng trong một cái thùng xốp như này. Gồm có đèn này. Và tấm pin năng lượng mặt trời. Đây để em bóc nguyên một cái thùng mới cho mọi người xem nhé. Đây nhá, một cái thùng đèn nguyên của nó như này. Ví dụ bên em bán thì bên em sẽ gửi một đóng xốp xung quanh. Đây là đèn, đèn 400W, mẫu này là mẫu, mẫu gì nhỉ? Mẫu đèn đường này. Còn đây là 400W dành cho đèn pha này. Bên em thì chỉ bán những mẫu công suất lớn thôi, cho nó sáng, chứ còn 1-200W, mấy chục watt bên em không bán đâu. Vì cảm giác nó tối lắm, vì bản thân em dùng thấy nó tối là đã thấy bực mình thì không thích rồi. Đây là 400W của Suneco này. Con này Suneco 400W nhưng mà đèn đường. Giá tiền bằng nhau mọi người nhé. 1.200.000 một bộ, chưa bao gồm phí vận chuyển đâu. Bên em bán hàng thì không có phí vận chuyển. Phí vận chuyển mọi người sẽ phải tự trả. Một số đơn vị khác thì họ cộng cả phí vận chuyển vào rồi. Hiện tại là bên em không cộng phí vận chuyển.
giá nó bán tại kho bên em đang bán như vậy. Các bác mua nhiều thì sẽ được giảm giá khoảng 10%. Mua tối thiểu 3 bộ sản phẩm nhé. Mua nhiều sẽ giảm giá 10%, bên em bán hàng nó như vậy. Nếu còn mua 1 bộ, 2 bộ thì nó là phổ thông thôi, còn mua nhiều sẽ có giảm giá. Đây. Mặt trên nó là tấm pin, đây là tấm pin của đèn 400W là loại đèn đường nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, nó sẽ sử dụng 12 cell này. Đây. Trên tấm pin thì người ta không ghi tên tuổi gì đâu. Đấy là tấm pin theo đèn đây. Đấy, cái đèn này thì dây của nó rất là ngắn này. Đấy, bởi vì nó là đèn đường mà. Nó lắp luôn ở đấy. Đây. Nó sẽ có một cái ống sắt như này để bắt này. Dây đây, một cái điều khiển mà pin với ốc treo. Đây thì mặt nó như thế này. Cái này nó thiết kế hoàn toàn bằng nhôm mọi người nhé. Mặt sau là nhôm này, đấy. Ở đây thì cái hãng này người ta làm ở đây nó rất là đàng hoàng. Còn tấm pin nó bắt vào đây. Đây là cái khay để đỡ tấm pin này. Ốc ác của nó đây, dây cắm đây. Em bật thử cho mọi người xem nó có sáng không. Điều khiển vứt đóng mất rồi. Nhưng hiện tại là mấy cái đèn này nó chưa được sạc điện mọi người. Pin nó chỉ còn có 2 vạch thôi. Đây này nó còn có mỗi 2 vạch. Đấy, nó có 2 vạch. Thực ra là nó không được sáng lắm. Nó đang hết điện. Chưa được sạc pin. Đấy là đèn 400W loại con này là đèn loại đường nhá. Còn đây là 400W đèn pha này. Em sẽ bóc cái đèn pha này cho mọi người xem. Cái hãng này thì người ta làm hộp giấy rất đàng hoàng. Pin và ấy đều làm trong xốp hết. Bên em đóng chỉ cần đóng xốp thôi. Vận chuyển nó đơn giản, nó không bị vỡ. Nó không như là một như cái thằng Zile nó đóng vất vả lắm. Thằng này thì đóng không vất vả. Đây. Cái loại này nó sẽ có tấm pin này. Tấm pin này với tấm pin kia kích thước bằng nhau. Nhưng mà tấm pin này cái phần cell nó nhiều hơn mọi người nhé. Dây nó dài hơn này. Đấy, đây, dây nó dài hơn. Dây này chắc phải được 5 mét. Đấy. Đây, kích thước tấm pin. À, tấm pin này nó dài hơn tấm pin kia. Nó to hơn cái đèn kia. Phần cell cũng nhiều hơn. Phần cell to hơn nhé. Đấy. Đây, tấm nó đây. Ở đây sẽ có cái gì nhỉ? Cái này là cái đỡ tấm pin này. Có cái điều khiển này, có ốc này. Đấy, đấy tấm pin đây. Đấy. Hãng này người ta đúc luôn trong một cái thùng xốp này. Họ làm cũng gói rất là cẩn thận luôn. Bật nhé. Cái loại này thì sáng rồi. Xem nó còn nhiều pin không. Pin nó vẫn còn 4 vạch này. Đây, giảm độ sáng đi. Đấy, độ sáng thấp nhất này. Độ sáng mạnh nhất này. Ở trên điều khiển thì nó sẽ có chế độ là hẹn giờ 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ và auto. Con đèn này nó có giá 1 triệu 2 nhá. 1 triệu 2 là chưa bán tại kho, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Mua 3 bộ sẽ được giảm 10%. Ngoài ra thì ngoài đèn thì bên em có phụ kiện đó là tấm pin năng lượng mặt trời của đèn nhá, dành cho các bác nào chế đèn. Các bác nào thích chế thì có tấm pin. Tấm pin đây, một thùng của nó là có 10 cái này. Bác nào có điều kiện thì mua một thùng 10 cái, còn không mua lẻ một cái bên em vẫn bán bình thường. Đây. Tấm pin thì nó như thế này. Hiện tại thì tấm pin này bên em đang bán với giá là 420.000 một tấm. Đây nhé. Đây. Tấm pin này thì dây nó cũng có mấy mét dây rồi. Đây. Nó ghi là solar panel này, công suất tối đa là 35W này, điện áp tối thiểu là 5,5V này, điện áp tối đa là 7,2V này, kích thước này 63 x 35 x 17 này, made by Suneco. Tấm này là tấm 7,2V và 35W, công suất thực là 35W. Đây, số cell của nó đây. Cell của nó thì cũng là 12 cell, đấy, cell to luôn, 12 cell, nó chạy 12 cell như này. Còn dòng điện và test thực tế thì lúc nào có lắng em sẽ test cho mọi người sau. Tấm này có giá là 420.000.
giảm 10% khi mọi người mua 3 tấm. Thế còn mua 1 tấm thì 1 tấm hoặc 2 tấm là bán lẻ nhé. Còn mọi người muốn mua giá tốt. À, phụ kiện của tấm đấy thì nó có cái này không nhỉ? Hình như là có đấy chứ. Đây. Nó có cái sắt mọi người nhá. Đây này, có cái sắt đây này. Nó có cái sắt và một gói ốc như này. Có cái sắt và một gói ốc, có mấy con ốc. Đây này, có cái sắt để bắt. Và dây của nó có sẵn là hình như 5 mét dây. Về mọi người chế, mọi người tự cắt ra nhé. Tấm pin này thì thực ra với mọi người là bảo là bảo hành thì cũng không phải. Mà thực ra là nó chả có gì mà để hỏng cả. Thì nó chỉ có mỗi dây điện ra, về mọi người cắt ra, mọi người đấu và tự chế thôi. Chứ còn không ai bảo là bảo hành cái tấm pin này 5 năm, 10 năm hay 1 năm, 2 năm gì cả. Đấy. Còn trong tấm pin thì nó chả có gì cả. Đây. Em cậy luôn cho mọi người xem. Đây, đấy, nó có mỗi hai cái mối hàn này thôi. Đấy, có mỗi hai cái mối hàn này thôi chứ chả có gì, không diode, không cái gì cả. Tấm pin thì cam kết 100% là bán tới tay mọi người, là 100% là ra điện và có điện chứ. Đấy. Đấy, còn bảo hành thì chắc là nó cũng không hỏng đâu, nên là không phải suy nghĩ đến việc bảo hành làm gì cho nó vất vả ra. 420.000 một tấm. Bé con thôi nhưng mà cũng khá tiền đấy. Ngoài ra thì phụ kiện thì có đây. Phụ kiện thì hiện tại em đang có hai mảng led này. Bộ phụ kiện thì bao gồm có đây. Một cái này, một cái điều khiển như thế này. Bộ này là 250.000. Led này gọi là led 200W nhá. Thế còn một cái bộ này với cả cái một cái bảng như thế này là bộ này là 300.000 này. Led này là led của cái đèn 400W này. Là của cái đèn này này. Đấy, tấm led to là của cái đèn này. Còn cái tấm led nhỏ kia là của cái đèn 200. Đây. Đấy, tấm led của nó đây. Đây là tấm led của cái đèn này nhá. Và bo mạch nó nằm ở đây này. Đấy, và tay điều khiển đây. Đấy. Một bộ này là 300.000 này, còn cái bộ nhỏ hơn này là 250.000 này. Bộ này thì bán giá hết mức rồi, không có chiết khấu mọi người nhá, mua nhiều nó vẫn thế thôi. Chỉ có đèn và tấm pin thì bên em có chiết khấu, còn cái phụ kiện nhỏ này là không có chiết khấu đâu. Giá là 300.000 và giá này là 250.000. Bác nào ưng bộ nào thì chơi thôi. Ngoài ra thì về cell pin nhá, cell pin thì 32650 thì em lại không có, em chỉ có cell 3,7V 50Ah thôi. Để quay cho mọi người xem. Đây là cell pin này. Hiện tại thì bên em có cái cell này. Cell này là vừa rồi là nó lô này là lô đi theo đường biển, nên là nó bị tắc pin lâu quá nên chuyển sang đi đường biển. Nên là một số cái cực này là nó bị dính một tí hơi ẩm của muối, nên là cái kẽm này nó hơi có vết. Pin mới 100% chưa qua sử dụng mọi người nhé. Cái cell pin này là 3,7V 50Ah. Đây. Siêu nhỏ gọn luôn. Một thùng này của nó 20 viên à, đúng không nhỉ? Một thùng này 20 viên này. Một viên này bên em đang bán với giá là 570.000. 3,7V 50Ah siêu nhỏ. Cái này để chế đèn năng lượng mặt trời là ok. À, không biết là nó có nhét vào đây được không nhỉ? Không, chắc không nhét được. Em chưa tháo ra không nhét được. Nhét được vào cái đèn này thôi. Nhét cho cái đèn này thôi chứ còn cái đèn kia chắc không nhét được. Vì nghe nó hơi to, kể cả kể ra có cái loại pin nó nhỏ nhỏ ấy à. Pin nhôm 33140 hoặc 32650 ấy. Thì ok, cái pin này thì nghe hơi cao. 570.000 một cái viên này. 3,7V 50Ah. Đây thì nó có một cái CG nhưng mà không thấy nó ghi gì ở đây. Nó mấy cái có mấy cái số nhìn không rõ lắm. À nó chỉ số CG thôi. Pin này là pin 3,7 này. Mọi người có thể mua cái này về chế cũng được. Để lạp viên 3,7 này thì phải chắc phải lạp bằng hai tấm pin, chứ lạp một tấm pin thì chắc lâu đầy lắm, bởi vì nó là cái này của nó là 50Ah cơ mà. 50Ah chạy thì nó hơi lâu đầy. 50 bởi vì pin cái đèn kia của nó là đèn này. Cái đèn này của nó là 6 cell, đèn kia cũng 6 cell, 6 cell mà nó vào tầm khoảng hơn 30Ah. Thì pin này thường người ta hay lắp pin là 5,5 ampe. 5,5 mà nhân với 6 thì nó vào 3 mấy ampe đấy. 6 cell. Nói chung là để thắp một đêm thì nó cũng thắp được mà. Bởi vì cái này người ta sản xuất là bình thường mọi người ấn vào chế độ auto này. Thì là cứ 1 tiếng, 2 tiếng đầu tiên là sẽ full 100% công suất. Sau đó là 3 tiếng tiếp theo là nó sẽ giảm công suất. Và cuối cùng số tiếng còn lại nó sẽ giảm công suất xuống còn 60%.
để giảm độ sáng xuống để tăng cái dung thời gian thắp sáng đi. Đèn nào cũng thế thôi, kể cả đèn LED cũng vậy, người ta thiết kế thế chứ nó không sáng một lấc mà sáng mãi với sáng được đâu. Nó không sáng như vậy. Đấy là phụ kiện nhá, em báo giá lại mọi người nhá. Đèn có hai mẫu này, đều là 400W, một mẫu cái mẫu là đèn pha, một cái mẫu là đèn đường, đều giá là 1,2 triệu. Còn còn gì nhỉ? Cái tấm pin này là 420.000 này. Còn mạch led này, mạch led này là mạch to là 300.000, còn mạch nhỏ này là 250.000. Còn cell pin 3,7 thì là 570.000. Đó là một số mẫu. Cái đèn năng lượng mặt trời này là cái mẫu này là người ta đổ keo rồi nhá, mọi người sẽ không tháo ra được đâu. Đấy. Cái này ví dụ không may hỏng hóc thì mọi người sẽ gửi về trung tâm bảo hành nhé, không phải gửi về bên em đâu, mà em sẽ cho địa chỉ gửi trực tiếp về trung tâm bảo hành tại thành phố Hà Nội luôn. Đấy, thì là sẽ gửi về đó, của hãng Sun Eco này. Sun Eco này nó là một thương hiệu OEM người ta đặt riêng thôi mà. Đấy, nó cũng giống như JD, nó cũng là một thương hiệu, đấy là cái thương hiệu do nhà phân phối người ta mua và đặt hàng, đặt cho nhà sản xuất nào, đặt công ty người ta sản xuất. Được. Hôm nay em giới thiệu tới mọi người về hai mẫu đèn năng lượng mặt trời và tấm pin năng lượng mặt trời và phụ kiện để chế đèn năng lượng mặt trời dành cho bác nào thích đam mê chế cháo. Còn bác nào không đam mê chế cháo thì cứ mua luôn một cục cho nhanh. 1,2 triệu rất đơn giản về sáng. 400W cơ mà. 400W đây là 400W điện 3,2V nhá, không phải là 400W của điện 220V. 400W của điện 220V nguyên cái bóng không đã đắt tiền rồi. Chưa nói đến công suất chạy, đây là có 3,2V thôi. Mọi người chú ý một chút vậy, nên là không thể so sánh là 400W này với 400W của điện lưới được. Nó khác nhau một trời một vực đấy ạ. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người có nhu cầu có thể liên hệ qua Solar Nguyên qua số điện thoại 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Em xin phép là kết thúc video tại đây.